Diễm Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị đang đến với bản tin được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất. Chúc quý vị sẽ có được những giây phút thực sự thư giãn và thu về cho mình được những thông tin hữu ích khi mà đón xem bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất. Trong ngày hôm nay thì có những sự kiện nào nổi bật diễn ra ở trong nước và quốc tế trong vòng 24 giờ qua thì xin mời tất cả quý vị sẽ cùng với Diễm Quỳnh chúng ta vào chi tiết bản tin để đón xem nhé. Lũ lụt Hà Nam, người chăn nuôi tuyệt vọng khi phải chứng kiến đàn lợn chết đuối. Trong những ngày gần đây, mưa lớn và đợt xả lũ đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều vùng của tỉnh Hà Nam, trong đó thành phố Khai Phong là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cho đến nay, khu nuôi lợn ở huyện Úy Thị vẫn chìm trong nước lũ, hàng nghìn con lợn chết đuối và bốc mùi hôi thối. Cán bộ cơ sở khẩn thiết cầu cứu xã hội, còn người chăn nuôi thì lỗ nặng. Thông báo của chính quyền huyện Úy Thị cho biết có 58 hộ gia đình chăn nuôi bị ảnh hưởng do đợt lũ lụt, bao gồm 8 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, số gia súc gia cầm chết khoảng 160.000 con. Trong thôn, nước vẫn tủ đọng 150.000 con gia súc gia cầm chết vẫn bị ngâm trong nước. Những xác chết này đã bắt đầu phân hủy, môi trường xung quanh bị ô nhiễm, có nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Do nước đọng sâu và diện tích nước lớn, cần gấp nhân viên và thiết bị cứu hộ chuyên nghiệp cũng như đội tiêu hủy chuyên nghiệp. Ở cuối thông báo, chính quyền kêu gọi sự giúp đỡ của lực lượng cứu hộ, mọi tầng lớp xã hội và đánh dấu khẩn cấp. Cùng ngày, Ủy ban làng Nam Vi Ô thị trấn Thủy Pha cũng phát đi thông báo cầu viện cho biết 4 trang trại lợn ở phía tây của ngôi làng đã bị ngập và hơn 6.000 con lợn chết bốc mùi hôi thối, chưa vớt được. Họ khẩn thiết cầu cứu chính quyền các cấp, hy vọng ngoài việc giúp xử lý lợn chết, cấp trên còn tiến hành khử trùng trên không và phòng chống dịch bệnh. Chia sẻ với phóng viên Epoch Times, một người dân địa phương giấu tên tạm gọi là anh Vương cho biết, hiện chúng tôi có 4 trang trại nuôi lợn, một trang trại lớn với hơn 5.000 con lợn, còn có trang trại 2.000, 3.000 con. Nước đổ về đột ngột những trang trại này. Đêm xe không vào được ngập hết cả chuồng lợn, cuốn trôi cả chuồng lợn. Ông Vương nói thêm, lợn bơi một hồi 3 ngày là chết. Bây giờ chết hết cả rồi, không còn một con. Hôm nay cũng đã 10 ngày rồi. Hiện phương pháp xử lý của địa phương là đào hố chôn số lợn chết này. Nhưng cho đến nay, chính quyền địa phương vẫn chưa cho biết họ có hỗ trợ tài chính đền bù cho những người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa hay không. Ngoài ra, anh Vương cũng đề cập rằng mặc dù mực nước sông hiện đã giảm xuống nhưng địa phương của anh là Trũng, mực nước ở đó vẫn chưa giảm xuống. Hoa màu trong làng đều bị ngập úng, không có cách nào trồng lúa mì được. Anh ước tính rằng chỉ riêng ở ngôi làng của mình, thiệt hại về ruộng lúa và nuôi trồng sẽ vượt quá 100 triệu nhân dân tệ. Bí ẩn về những người đàn ông áo đen xuất hiện ở Trịnh Châu sau thảm họa, họ là ai? Kể từ sau thảm họa ở Trịnh Châu, người ta có thể nhìn thấy những người mặc đồ đen ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào trên đường phố. Bollinger, một phóng viên của Deutsche Welle, đang phỏng vấn trên đường phố Trịnh Châu, thì bị bao vây bởi một chục công dân Trịnh Châu. Các công dân đặt câu hỏi liệu phóng viên truyền thông Đức này là phóng viên CNN hay BBC và lo lắng rằng anh ta sẽ thực hiện các báo cáo có chọn lọc và làm mất uy tín của Trung Quốc một cách ác ý. Trong các video lan truyền trên Internet và từ các phương tiện truyền thông, một số người đàn ông mặc áo phông đen vây quanh phóng viên Bollinger. Sau khi phóng viên đài tiếng nói nước Đức bị bao vây trên đường phố Trịnh Châu, Thạch Phi Khách, một người nổi tiếng trong lĩnh vực truyền thông, thành viên ban biên tập hiện tại của chuyên mục Hồ sơ xã hội của phòng đánh giá tin tức CCTV và cựu phó tổng biên tập, tổng giám đốc của China.com, nói trên phương tiện truyền thông rằng nguy hiểm hơn cả lũ lụt là việc phỏng vấn trên đường phố Trịnh Châu sau cơn lũ. Phóng viên truyền thông Đức phỏng vấn trên đường phố Trịnh Châu là một người bạn tôi gặp ở Berlin 12 năm trước. Tên tiếng Trung của anh ấy là Mã Thiên Tư. Người bạn này học tiếng Trung tại Đại học Thượng Hải và quen thuộc với cả Bắc Kinh và Thượng Hải. Hơn 10 năm anh sống ở Trung Quốc và làm việc cho nhiều hãng truyền thông Đức. Anh ấy là kiểu người nước ngoài rất thích Trung Quốc và tin tức về Trung Quốc. Anh ấy thuê một căn nhà nhỏ ở Bắc Kinh nhưng không có một gia đình. Anh ấy cũng không muốn tìm người trợ lý mà cứ một mình ghi hình, một mình chỉnh sửa một cách nghiêm túc. Mấy năm nay, anh chăm chỉ làm nhiều tin tức về giao lưu văn hóa Trung Đức. Tôi thực lòng hy vọng rằng anh ấy được an toàn và người dân Trịnh Châu đối xử tử tế với anh ấy. Anh ấy thực sự không phải là một tai họa.
Hôm qua là dỗ 7 ngày đầu tiên của những nạn nhân không may của thảm họa lũ lụt ở ga tàu điện ngầm Trịnh Châu. Bắt đầu từ sáng, người dân đã đến ga đường xa khẩu của tuyến tàu điện ngầm Trịnh Châu số 5 để tặng hoa, cúi đầu trong im lặng và thương tiếc. Nhưng ngay sau đó, hàng rào màu vàng xuất hiện ở nơi tập trung hoa ở lối ra B1 của nhà ga. Sau khi người dân phản đối trên mạng xã hội, những hàng rào đó đã được dỡ bỏ một phần. Vào ban đêm, đám đông tụ tập dần giải tán, nhưng có người phát hiện vài người đàn ông mặc áo phông đen vẫn đang tuần tra xung quanh, thỉnh thoảng sử dụng điện thoại di động để gọi điện hoặc quay phim. Hôm qua, một thanh niên tự xưng đến từ Tây An đã bị nhiều người đàn ông không rõ danh tính mặc áo phông đen chặn lại và bắt giữ khi đang ghi hình bằng máy bay không người lái gần ga đường xa khẩu phía lối vào ga tàu điện ngầm Trịnh Châu. Có thể thấy trong đoạn video, nam thanh niên bị 4 người đàn ông mặc đồ đen đẩy ngã xuống đất. Một người có động tác vặn cánh tay rất chuyên nghiệp, nam thanh niên ngã xuống đất và hét lên "cứu tôi với". Hành vi của người đàn ông mặc đồ đen đã khơi dậy sự bất mãn mạnh mẽ của những người xem. Trong video, người đàn ông mặc đồ trắng giận dữ hỏi "tại sao tôi không được quay ở đây? Tại sao tôi không thể nói cho công chúng biết sự thật?" Một người khác mặc áo vàng cũng hét vào mặt những người áo đen. Ai trong các người muốn đánh nhau, đánh đi. Học giả nổi tiếng Ngải Hiểu Minh đã kêu gọi sự chú ý của dư luận đến người quay hình bằng máy bay không người lái này. Cô nói, đối xử với những công dân bình thường theo cách giống như với kẻ thù địch. Điều này không chỉ là thái quá mà còn tạo ra tác hại mới. Yêu cầu thả người thanh niên này và để anh ta đi. Cánh tay anh ấy có phải đã bị gãy không? Những người bắt anh ấy như vậy là không đúng. Theo tin đồn từ Internet, phóng viên Trần Sung của Nhật báo Đô thị Phương Nam và phóng viên Trần Lượng của Trang Cai Xin đã bị cảnh sát bắt vì quay cảnh công dân Trịnh Châu dâng hoa cho nạn nhân tại ga đường xa khẩu. Hai phóng viên đã được thả ngay sau khi bị thẩm vấn. Theo các nhân chứng tại hiện trường, những người đưa hai phóng viên đi cũng mặc áo phông đen. Kể từ sau thảm họa Trịnh Châu, người ta có thể nhìn thấy những người mặc đồ đen ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào trên đường phố. Họ có thể được nhìn thấy ở hầu hết mọi góc ngách của thành phố khổng lồ này, hoặc đôi khi còn tự tạo ra tổ chức tuần tra, lập biên bản hoặc trực tiếp bắt người và nhanh chóng đưa họ đi khỏi hiện trường. Hầu hết thời gian, họ hòa mình vào đám đông, không tham gia cứu hộ cũng như không nhiệt tình quyên góp. Họ là những cảnh sát mặc thường phục, trông họ không khác gì những người qua đường. Và chỉ khi họ tiến tới hoặc có hành động, người ta mới có thể đoán được sơ bộ danh tính của họ. Những người đàn ông mặc áo đen này không phải chỉ có mặt ở Trịnh Châu và cũng không phải chỉ bây giờ mới có. Bắc Kinh thiết lập vạn lý trường thành dưới nước ở Biển Đông. Trung Quốc đang xây dựng hệ thống phòng thủ ở Biển Đông để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào vào vùng biển mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền. Phó Giám đốc Chương trình Châu Á-Thái Bình Dương tại Chatham House, ông Bill Hayton nói với Express.co.uk rằng Trung Quốc muốn nhấn mạnh rằng các bãi đá và rạn san hô bên trong đường chín đoạn cái mà họ đơn phương đặt ra đều thuộc về họ. Nghiên cứu lịch sử của riêng tôi đã chỉ ra rằng điều đó thật hoang đường, bởi trước Thế chiến thứ hai, Trung Quốc đã không tuyên bố chủ quyền đối với các bãi đá và rạn san hô ở phần phía nam này. Ý kiến cho rằng đây là một tuyên bố có yếu tố lịch sử là sai. Tôi nghĩ họ đang tìm cách khai thác dầu khí cũng như thu hoạch tất cả cá ở Biển Đông. Ông Bill Hayton nhận định, tôi cũng nghĩ rằng họ muốn giấu các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của mình ở vùng nước sâu ở giữa Biển Đông như là một biện pháp phòng thủ chiến lược để trả đũa hạt nhân, đồng thời cũng có thể có một lý do đằng sau hành động của Trung Quốc. Trước đây, Trung Quốc đã bị lên án vì đã xây dựng vạn lý trường thành dưới nước ở vùng biển quốc tế ở Biển Đông để dò thám các nước xung quanh. Nhiều radar trôi nổi trong vùng nước của Trung Quốc, nhưng một số lại ở vùng biển quốc tế. Dịch vụ hình ảnh vệ tinh Orion đã lập bản đồ thiết bị giám sát mà họ cho rằng điều đó có thể củng cố lợi thế chiến lược của Trung Quốc so với các nước khác trong khu vực và có thể được sử dụng để theo dõi các hoạt động của Hải quân Mỹ. Nghiên cứu của Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á CSIS cho thấy các nền tảng giám sát là một phần của mạng thông tin đại dương xanh của Trung Quốc. Theo Forbes, các bệ được lắp đặt các tháp pháo cảm biến điện quang hồng ngoại, vô tuyến tần số cao và cột sóng di động. Với vị trí gần Hoàng Sa và Trường Sa, chúng sẽ tăng cường độ phủ sóng radar của Trung Quốc về Biển Đông. Trung Quốc hiện giám sát các tàu với nhiều cảm biến được triển khai ở độ sâu tới 2.000 m dưới mực nước biển, được mệnh danh là vạn lý trường thành dưới nước.
Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung bản tin được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, Diễm Quỳnh cùng với ban biên tập chương trình xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung lần sau. Trước khi rời đi thì quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất.